شروط الدعوة إلى الله خمسة. Điều kiện để chúng ta tuyên truyền, chúng ta kêu gọi dân với tôn giáo Islam có 5 điều. الأول الإخلاص أن تبتغي بهذه الدعوة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. Điều thứ nhất đó chính là sự thành tâm. Sự thành tâm khi chúng ta kêu gọi một ai đó đến với tôn giáo Islam là vì Allah سبحانه وتعالى. الثاني أن تكون الدعوة على علم لا على جهل. Và điều kiện thứ hai đó chúng là chúng ta hãy tuyên truyền, chúng ta hãy kêu gọi đến với tôn giáo Islam bằng kiến thức của chúng ta, chớ kêu gọi, chớ tuyên truyền họ bằng sự ngu dốt của chúng ta. الثالث الحكمة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. Và điều kiện thứ ba đó chính là chúng ta hãy áp dụng đường lối của Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم vào việc tuyên truyền của chúng ta. الرابع لابد تعرف حال المدعو، تعرف هذه البلاد تقول مثلا في فيتنام عندنا الغالبية لا يعترفوا بدين مثلا. نعم. Và điều kiện thứ tư đó chính là chúng ta phải hiểu về đối tượng mà chúng ta tuyên truyền và hoàn cảnh của người đó, hoàn cảnh của đất nước họ, hoàn cảnh về môi trường sống xung quanh của họ. نعم الخامس الصبر لابد أن تصبر تتحمل. Và điều kiện cuối cùng đó chính là việc kiên nhẫn. Chúng ta hãy kiên nhẫn trong việc tuyên truyền chúng ta và chúng ta hãy chịu đựng với những gì mà chúng ta sẽ gặp phải và đang gặp phải. نعم.